Chào bạn Long, câu hỏi của bạn thì liên quan đến thuốc đích. Thì theo như các thông tin bạn đưa ra thì chúng tôi nhận thấy là có vẻ như bạn đang điều trị thuốc đích thế hệ 2. Thế thì đối với thuốc đích thế hệ 1 và thế hệ 2 thì cái thời gian trung bình là cái trung vị thời gian sống thêm không bệnh tiến triển, tức là thông thường mình nói nôm na với nhau mà bác sĩ vẫn tư vấn cho bệnh nhân ấy, thì thông thường khoảng 10 đến 11 tháng thông qua các cái nghiên cứu có uy tín thì người ta xác định là cái đó là cái thời gian trung bình mà bệnh nhân có thể sẽ dẫn đến kháng thuốc. Và sau đó thì sẽ đối với những bệnh nhân mà có sử dụng thuốc thế hệ 1, thế hệ 2 thì xảy ra kháng thuốc, các bác sĩ sẽ thực hiện cái việc là cho làm xét nghiệm gen để tìm kiếm T790M. Nếu như bệnh nhân có T790M dương tính thì chỉ định tiếp theo sẽ là điều trị thuốc đích thế hệ 3. Đối với những bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc đích thế hệ 3 thì thuốc đích thế hệ 3 nó đã có những cái thử nghiệm chứng minh là cái hiệu quả của nó vượt hơn so với thuốc đích thế hệ 1 hoặc thuốc đích thế hệ 2. Thời gian trung bình dẫn đến tiến triển của thuốc đích thế hệ 3 là khoảng 17 tháng, tức là khoảng 1 năm rưỡi. Tuy nhiên, bởi vì là đây là những cái nghiên cứu người ta thu thập trên gọi là thực tế lâm sàng, y học là y học thực chứng, và người ta đưa ra kết quả dựa trên việc là người ta tuyển chọn khoảng các vài trăm bệnh nhân. Tùy theo từng cái nghiên cứu, khuôn khổ của nghiên cứu khác nhau thì người ta tuyển chọn những cái bệnh nhân mà theo tiêu chí, ví dụ như là cùng là giai đoạn tái phát hoặc là di căn, đưa vào cùng có đột biến gen và cùng sử dụng thuốc đó. Sau đó thì có bác được ghi nhận là 6 tháng, có bác ghi nhận là 8 tháng, có bác thì 1 năm, 2 năm. Và giống như cụ thể là trường hợp của bạn, đấy tận 3 năm mà vẫn chưa xảy ra tái phát. Như vậy thì tổng tất cả các cái thời gian đó người ta đưa vào, các cái bệnh nhân đó người ta ghi nhận vào, sau đó người ta sẽ đưa vào các cái bài toán tính toán về nghiên cứu khoa học, và sau đó người ta sẽ đưa ra những cái trung vị để mà có một cái lượng giá đưa ra cho thầy thuốc, và cũng là cái để mà người ta so sánh giữa thuốc này và thuốc khác. Thế tuy nhiên là cái đó nó chỉ đưa ra là mang tính chất là tham khảo. Thế còn cụ thể từng người bệnh thì sẽ có những cái biểu hiện khác nhau, có những cái thời gian đáp ứng khác nhau, rồi có những cái tác dụng không mong muốn khác nhau. Chính vì thế mà từng bệnh nhân điều trị thì sẽ phải đến tái khám định kỳ, và sẽ có những bác sĩ thăm khám tùy theo từng cái phản ứng, rồi là cái đáp ứng của người bệnh mà bác sĩ người ta sẽ có những cái thái độ xử trí và tiên lượng khác nhau. Đây cũng là cái lý do vì sao mà có nhiều bệnh nhân khi đang uống thuốc đích rất là ổn định, và bệnh nhân chỉ nghĩ đơn giản rằng là đến bệnh viện để nhận thuốc, đến bệnh viện để mua thuốc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là thuốc điều trị ung thư, và mỗi người bệnh sẽ có những cái thời gian đáp ứng khác nhau, sẽ có những cái phản ứng khác nhau với thuốc. Do đó mà cái việc tái khám định kỳ trước mắt, mục tiêu đầu tiên quan trọng nhất đó là việc thăm khám. Thăm khám rồi các bác sĩ sẽ chỉ định các cái xét nghiệm liên quan đến cái biểu hiện lâm sàng của từng bệnh nhân, rồi sẽ ra cái chỉ định dùng thuốc hay là ngưng thuốc, thì là những cái chỉ định đưa ra sau cái kết luận đưa ra sau khi đã được thăm khám và làm các cái xét nghiệm phù hợp. Thế còn đối với trường hợp này của bạn, bạn hỏi là thuốc đích thế hệ 2, câu tiếp theo của bạn là thuốc đích thế hệ 2 thì có khác so với thuốc đích thế hệ 3, thì có khác. Thuốc đích thế hệ 2 và thuốc đích thế hệ 3 sẽ khác nhau về mặt hiệu quả, về chi phí, về các cái tác dụng không mong muốn và về trình tự điều trị. Thế về hiệu quả thì như tôi đã trình bày trước đó, thế hệ 1, thế hệ 2 thì trung bình cái thời gian dẫn đến kháng thuốc của nó khoảng 10 đến 11 tháng, tùy theo từng nghiên cứu. Thế còn thuốc đích thế hệ 3 thì trung bình của người ta là khoảng 17 tháng. Khác nhau về cái tỷ lệ đáp ứng nữa. Thuốc đích thế hệ 3 thì đấy là đang nói về hiệu quả điều trị đấy ạ. Thì cái tỷ lệ đáp ứng thuốc đích thế hệ 1, thế hệ 2 thì có cái tỷ lệ đáp ứng thấp hơn so với thuốc đích thế hệ 3, nó rơi vào khoảng 70% tùy nghiên cứu, còn thuốc đích thế hệ 3 khoảng 80-90%. Đặc biệt là cái hiệu quả ở trên não của thuốc đích thế hệ 3 thì cũng đã được chứng minh là tốt hơn so với thuốc đích thế hệ 1, thế hệ 2. Cái khả năng thấm qua hàng rào bằng máu não tốt hơn, vì vậy cái đáp ứng tại não nó sẽ tốt hơn, cũng như là nó ngăn ngừa được sự tiến triển ở trên não tốt hơn so với thuốc đích thế hệ 1 và thế hệ 2. Tuy nhiên khác biệt lớn nhất của nó đó là giá thành nữa. Thì thuốc đích thế hệ 1, thế hệ 2 thì được bảo hiểm y tế chi trả 50%. Thế còn và chi phí của thuốc thì rẻ hơn, nó chỉ rơi vào khoảng, đã sau khi trừ bảo hiểm y tế thì nó chỉ có khoảng từ 9 đến 12 triệu tùy loại thuốc. Thế còn thuốc đích thế hệ 3 thì hiện tại cho đến giờ thì nó là 90 triệu, khoảng 90 triệu cho một tháng điều trị. Tuy nhiên rất là may là đang có chương trình hỗ trợ mua 1 tặng 1, và chi phí điều trị bình quân mỗi tháng các bệnh nhân cũng đã được hỗ trợ rất là nhiều, rơi vào khoảng 40 đến 45 triệu cho một tháng điều trị bình quân.
Thế đấy là cái điều khác biệt. Thứ hai, khác biệt nữa là về tác dụng không mong muốn. Điều trị thuốc đích thế hệ 1, thế hệ 2 thì được ghi nhận là có nhiều tác dụng phụ không mong muốn hơn là thuốc đích thế hệ 3. Với cái tỷ lệ, ví dụ thuốc đích thế hệ 2, tỷ lệ tiêu chảy qua các cái thử nghiệm lâm sàng lên tới khoảng 80-90%, tùy các qua tất cả các mức độ, rồi nổi mẩn ngoài da, viêm loét miệng, viêm kẽ móng cũng là những cái tác dụng phụ không mong muốn ở thế hệ 1, thế hệ 2 cao hơn so với thuốc đích thế hệ 3. Tỷ lệ các cái biến cố nặng ở thuốc đích thế hệ 3 chỉ dưới 10%, thậm chí có những biến cố dưới 5%, dưới 3%. Và cái trình tự điều trị cũng là một cái mà khác biệt rất là lớn. Đối với thuốc đích thế hệ 1, thế hệ 2, sau khi kháng thuốc thì bác sĩ người ta sẽ tìm kiếm T790M là một cái đột biến kháng thuốc mới xuất hiện, để nếu như có dương tính thì chuyển đổi sang thuốc đích thế hệ 3, nếu không có T790M dương tính, tức là âm tính, thì sẽ chuyển sang các liệu pháp điều trị toàn thân khác như là hóa trị hoặc là hóa trị kết hợp với miễn dịch. Thế còn đối với kháng thuốc thế hệ 3 hiện nay vẫn là một cái bài toán đang rất là nan giải, và các cái nhà khoa học trên thế giới đang tập trung rất là nhiều cho cái kháng thuốc thế hệ 3 này. Đối với những các bệnh nhân mà kháng thuốc thế hệ 3 thì bác sĩ cũng sẽ cho tìm làm xét nghiệm gen để xem là có xuất hiện các cái đột biến gen mới không, hay là có chuyển dạng tế bào sang các loại tế bào khác nhau, các loại hình thái mô học khác hơn, để mà tiến hành điều trị, lựa chọn các cái điều trị phù hợp. Hoặc là có thể nếu mà các đột biến gen âm tính, không có chuyển dạng tế bào, thì thông thường sẽ có thể chuyển sang là hóa chất, hoặc hóa chất kết hợp với kháng thể đơn dòng và miễn dịch. Vâng, xin hết ạ.